Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chúng ta không thể không nhắc tới những bài viết về tư tưởng đổi mới với nội dung đầy tính chiến đấu chống tiêu cực ở chuyên mục Những việc cần làm ngay với bút danh NVL đăng trên báo Nhân dân. Tinh thần phê bình tự phê bình những việc cần làm ngay ngày ấy đến nay còn giữ nguyên giá trị, vẫn có tính thời sự trong xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị và trong quá trình đổi mới phát triển đất nước. Phóng sự nhân kỷ niệm 108 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, mùng 1 tháng 7 năm 1915, mùng 1 tháng 7 năm 2023. Với tinh thần đổi mới của Đại hội Đảng lần thứ 6, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật, những bài báo trên chuyên mục Những việc cần làm ngay đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đổi mới của xã hội cũng như cả hệ thống chính trị trên tinh thần lấy dân làm gốc, thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Các bài viết có sức lan tỏa sâu rộng với mục tiêu rõ ràng, giàu tính chiến đấu, phê phán và yêu cầu xử lý ngay bệnh quan liêu, sự trì trệ, vô cảm trong lãnh đạo, quản lý ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực trong thời kỳ này. Những việc cần làm ngay. Bài báo đầu tiên có 400 chữ, chỉ có nửa năm sau khi bắt đầu đổi mới ở cương vị Tổng Bí thư. Rồi sau đó nữa là bài báo nổi tiếng 2.400 chữ đăng trên báo Đảng lúc bây giờ. Nguyễn Văn Linh nói đi đôi với làm, nói và làm đấy, đấy chính là biểu hiện cho nhân cách của Nguyễn Văn Linh. Đấy. Ông cổ vũ cái mới, ông đấu tranh và tin cậy ở cái mới sẽ thắng lợi. Ông cũng phê phán gay gắt những cái biểu hiện lệch lạc về lối sống, về động cơ, nhất là sự vô trách nhiệm mà sau này đảng ta gọi là sự vô cảm đấy. Tất cả suy đến cùng cũng chỉ vì cuộc sống của người dân thôi, vì lợi ích của người dân, vì chăm lo đến hạnh phúc của người dân mà đảng phải làm như vậy, nhất là ở người đứng đầu có trọng trách chèo lái con thuyền cách mạng trong cái thời điểm khó khăn mở đầu đổi mới như vậy. Đồng chí Nguyễn Văn Linh mở ra chuyên mục Những việc cần làm ngay, và cái bài báo đó đã nghiêm khắc phê phán những việc làm tiêu cực trong xã hội từng gây cái chấn động trong thời kỳ đầu đổi mới. Tác giả NVL cũng trực tiếp biểu dương sự vào cuộc xử lý kịp thời của các ban ngành, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội 6 của Đảng đi vào cuộc sống, tạo niềm tin cho các tầng lớp cán bộ, nhân dân và công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo trong bối cảnh phức tạp, đầy khó khăn, biến động của tình hình trong nước và quốc tế khi đó. Bài báo ấy thì có những lúc là chống tham nhũng này, đẩy lùi những cái tệ nạn để cho dân được ấm no và hạnh phúc. Nhờ có Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nên là hợp tác xã tôi được phát triển mạnh mẽ hơn, tự mình lo liệu lấy, nghĩa là không có cái gì ràng buộc. Xóa bao cấp tất cả mọi thứ, đời sống của giáo viên thì được nâng lên. Tôi thấy là tất cả những việc làm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thì hiện nay thì chúng ta vẫn đang thực hiện theo cái tư tưởng của đồng chí. Cụ thể đó là những cái một số các cái vụ án cũng đã được giải quyết. Chính từ những cái vụ án mà mình đã được giải quyết như vậy thì một phần rất lớn đó là làm cho người dân được yên tâm, càng ngày càng tin tưởng về đường lối của Đảng. Những câu chuyện và bài học quý về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nhắc nhở chúng ta phải kiên định thực hiện đường lối của Đảng, kiên định bảo vệ Đảng, kiên định bảo vệ cái đúng, đấu tranh, ngăn chặn những cái sai. Những việc cần làm ngay cũng đã vượt qua ngoài kích cỡ, những bài báo trở thành một phong cách làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, phong cách nói đi đôi với làm, đã nói là làm, tạo niềm tin, sự đồng tâm hiệp lực trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.